Chào anh chị và các bạn quay trở lại với video của Hoàng ngày hôm nay trên kênh Điện Thoại Tinh Ninh. Thì em sẽ giới thiệu anh chị một lô đất rất là lớn, tổng diện tích là đến một mẫu chính đất của anh chị. Con số kỹ hơn sẽ là 19.283,7 m², nằm tại vị trí là ấp Đông Hòa, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Một khu vực từ vị trí đất của mình về ngay đường ra Ủy ban Nhân dân xã Long Chữ chỉ khoảng 700 m. Đây là tuyến đường 4 m đi thẳng ra đường nhựa DT786 nè quý anh chị. Mình chỉ chạy khoảng hơn 100 m là đụng ngay khu vực nhà đông dân cư để dẫn thẳng ra đường DT786. Và đây là nhân vật chính mình ngày hôm nay, tính từ gốc cột này kéo dài vào và mình kẹo sang trái bỏ khu đất đó đi thẳng vào. Và toàn bộ cái phần đất trống ngày hôm nay sẽ là một mẫu chính đất của mình, cặp con đường 4 m mặt tiền lên đến 192 m. Và đây là hình dạng của quyển sổ mình quý anh chị. Vị trí đất là nằm tại ấp Long Giao, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Nó có hai thửa trong đây nhưng mà chung một cuốn sổ, thì cái phần trang tư nó sẽ không thể hiện hình dạng đất, cho nên em sẽ quay cái trích lục của hình dạng thửa đất cho anh chị xem dễ nha. Thì phần đất toàn bộ là mục đích sử dụng đất là LUK, chuyển đổi mục đích sử dụng đất thoải mái. Thì quý anh chị có thể cộng hai con số là 7.213,9 m² với 12.609 m², thì mình cộng lại tổng diện tích là nó gần một mẫu chính đất. Đấy, một mẫu chính đất hiện trạng sử dụng là LUK, chuyển đổi mục đích thoải mái. Bây giờ thì mình sang cái phần trích lục để xem hình dạng đất nha. Lô đất ngày hôm nay thì diện tích rất là lớn, nhưng mà nhìn vào cuốn sơ đồ trích lục này thì anh chị rất là dễ nhận diện luôn nha. Thì tổng diện tích của mình là 19.283,7 m². Mình sẽ cộng hai cái thửa lớn trên cái sơ đồ trích lục này. Anh chị có thể thấy trên màn hình, một cái phần thửa giáp mặt tiền đường phía trên đó là con đường đất 4 m kéo dài lên đến là gần 192 m, và nó liền cái thửa này với cái thửa nằm phía dưới. Cái bề chiều dài xuống bên tay phải, nếu anh chị đang nhìn màn hình đó, nó sẽ là 195 m, và mặt hậu đất sẽ là 102. Còn cái chiều dài xuống bên tay trái của anh chị đang nhìn thẳng với màn hình, nó sẽ là 170 m. Tính ra mặt tiền đường đất 4 m của mình kéo dài đến 192 m, và hướng đất chính ngày hôm nay sẽ là hướng bắc nha quý anh chị. Một lô đất gần 2 mẫu, 19.283 m², thì cái mặt tiền đường rất là dài và hình dạng vuông vức, kế xã, kế trường, kế chợ, di chuyển rất là tiện lợi về thành phố Hồ Chí Minh cũng như là thành phố Tây Ninh. Bây giờ thì mình đi vào phần quay đất trực tiếp cho anh chị xem nha. Rồi, thì mình quay lại hình dạng thực tế của miếng đất mình ngày hôm nay. Một khoảng không gian đất trống bằng phẳng, không có lỗ hang gì hết quý anh chị. Con đường này là con đường 4 m đi thẳng vào khu vực có nhà bên trong. Và mình đi hết con đường này vào phía trong, nó là 192 m. Bề dài bên đó sẽ là 195, bề hậu là 102, và cái mặt bên đây kéo dài lên, nở qua bên đây một xíu sẽ là 170 m. Một diện tích rất khủng nha. Và toàn bộ hiện trạng sử dụng đất là LUK, đất lúa nước khác, chuyển mục đích lên thổ cư thoải mái. Và hình dạng miếng đất ngày hôm nay phù hợp cho quý anh chị nào có nhu cầu tài chính đầu tư để phân lô, ngoài ra lập trang trại và canh tác trên đây. Một cái mặt tiền lợi thế miếng đất ngày hôm nay đến 192 m, mặt tiền đường 4 m, và di chuyển về một số cơ sở tiện ích như em đã chia sẻ rất là gần. Chạy ra chỉ khoảng 40-50 m là đụng ngay khu dân cư rồi. Và hình dạng của miếng đất ngày hôm nay rất là đẹp, có thể nói là với đất ngẫu như thế này thì mình có thể nói là vuông vức luôn nha anh chị. Còn bên kia ranh nó sẽ là một cái vườn mai, bên đây là đất của mình, rộng thênh thang. Đấy, nhìn thường thì đa phần á, quý anh chị cứ xác định đất ngẫu hay là cái diện tích nó không có khó xác định nha. Nhưng mà ngày hôm nay lô đất này quý anh chị thấy được phân ranh rõ ràng hết luôn, và diện tích nó đến gần một mẫu chính, dư ra khoảng 283 m² nè, mà vẫn còn thấy là vuông vức đẹp nha quý anh chị. Đấy, một khoảng không gian rất là thoáng đãng luôn. Đất thì mình chỉ về và sử dụng ngay, không cần nâng nền hay là
đào xới hay là san lấp mặt bằng lại gì hết. Rồi thì bây giờ quý anh chị theo chân em đi từ vị trí miếng đất của mình để đi ra một số tiện ích kế bên miếng đất của mình, như là ủy ban xã, trường học và trạm xăng, tiệm tạp hóa. Và bắt đầu từ vị trí miếng đất của mình, xuất phát trên con đường đất 4 m để đi ra ngay đường DT786 cũng như là di chuyển về xã nha. Thì lô đất 119 ngày hôm nay kế xã thì chủ đang kêu bán với cái giá là 3 tỷ 600 triệu còn thương lượng. Với 3 tỷ 600 triệu này, quý anh chị có thể sở hữu ngay một lô đất diện tích cực kỳ khủng và lớn. Mình sở hữu ngay miếng đất này thì có nhiều phương thức kinh doanh trên miếng đất này nha quý anh chị. Đây, chạy ra tới đây là sẽ đụng nhà rồi. Thì nếu quý anh chị có tầm tài chính mạnh mua cái miếng này, con đường này thì mình có thể dàn sơ lại là nhìn rất là thoáng rồi. Còn ngoài ra thì xe hơi vào con đường này là vô tư luôn quý anh chị. Mình quẹo trái khúc này nữa là ra ngay đường DT786 rồi. Vị trí miếng đất của mình cách Ủy ban nhân dân xã Long Chữ chỉ khoảng trên dưới 700 m. Về thị trấn Bến Cầu là khoảng 13 cây. Về trung tâm thành phố Tây Ninh là khoảng 14 cây. Và từ vị trí này mình về thành phố Hồ Chí Minh là chỉ khoảng 70 cây thôi quý anh chị. Một vị trí rất là gần luôn nha. Đây là tuyến đường DT786, hướng này là về thị trấn Bến Cầu. Đấy, cũng như là về Sài Gòn. Đường này quy hoạch lộ giới 45 m. Và hướng này là về ngay Ủy ban nhân dân xã Long Chữ, về các cái trường học, trạm xăng, tiệm tạp hóa, tiệm sửa xe, đầy đủ các tiện ích hết. Và em xin nhắc lại về phần thông tin đất ngày hôm nay. Tổng diện tích nó sẽ là 19.283 m2, hướng đường mặt tiền đường đất 4 m, chéo dài là 192 m. Và trên đất là hiện đang sử dụng là lô K được chuyển mục đích thoải mái. Giá tiền để đầu tư lô đất ngày hôm nay nó sẽ là 3 tỷ 600 triệu còn thương lượng. Với 3 tỷ 600 triệu này, mình sẽ sở hữu ngay một lô đất mẫu rất là lớn, hình dạng rất là đẹp luôn nha. Đây là mình chạy trên tuyến đường DT786, một tuyến đường thường xuyên là Sài Gòn về đây thì đi ngang tuyến đường này. Và em sẽ quẹo trước vào đây để quý anh chị có thể gặp ngay hai cái trường học. Đó là trường tiểu học và trường trung học cơ sở nha quý anh chị. Quy mô diện tích trường rất là lớn và khu vực này cực kỳ đông dân cư. Cho nên là cái diện tích trường sẽ phù hợp cho mức độ dân cư ở đây cho con em mình đi học. Đây là cái trường đầu tiên, trung học cơ sở Long Chữ, trường cấp 2 được lên lầu. Và bên đây là một cái trung tâm của xã nè, trung tâm văn hóa của xã. Và bên đây là trường tiểu học Long Chữ cũng được lên lầu luôn anh chị. Và từ đây em sẽ cua quanh lại để dẫn quý anh chị ra được ngay Ủy ban nhân dân xã Long Chữ. Chạy xe máy là chỉ nếu mình chạy không ngừng chỉ khoảng 1 phút đồng hồ thôi là ra tới đây rồi, rất là tiện lợi cho anh chị mua luôn nha. Còn ý định là về nghỉ dưỡng ở đây, xây nhà vườn biệt thự, trồng cây cảnh, lập vườn thì rất là phù hợp rồi, không còn gì bàn luôn anh chị. Mình chỉ cần lên phù hợp cái diện tích thổ cư và mình xây biệt thự thôi. Còn ngoài ra thì mình lập vườn trang trại ở đây cũng là rất là phù hợp với hiện trạng sử dụng đất. Đây, mình cua trái bên đây nữa là đụng ngay cái Ủy ban nhân dân xã Long Chữ nè, trạm y tế xã Long Chữ nè và trạm chỉ huy quân sự Long Chữ luôn. Thì trên đây video em là khá đầy đủ thông tin về lô đất mẫu ngày hôm nay. Nếu anh chị nào quan tâm đầu tư lô đất này thì liên hệ với em qua số điện thoại là 098 1877 139 gặp Hoàng để được em dẫn đi xem đất, đồng thời gặp chính chủ, mình có thể trao đổi trực tiếp luôn nha. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và cũng không quên là đăng ký kênh, đồng thời nhấn chuông thông báo để nhận những video mới nhất trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Em là Hoàng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong video ngày mai, cho lúc 6 giờ.